Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Cũng như những video trước, Sơn rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn. Kích bình ắc quy, kinh nghiệm tài xế Việt nên biết khi xe để lâu không đi. Trong thời gian giãn cách xã hội, ô tô ít đi đến dễ dẫn đến tình trạng yếu điện, không khởi động được và tài xế cần câu bình hoặc dùng bộ kích dự phòng để xử lý sự cố này. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương đang phải trải qua đợt giãn cách xã hội dài do dịch COVID-19. Đây cũng là lúc nhiều người cần sử dụng ô tô nhưng lại không thể khởi động được, trong khi các điểm sửa xe cũng đóng cửa. Việc trang bị cho mình các công cụ dự phòng cùng kiến thức sẽ giúp khắc phục vấn đề này. Về cơ bản, ắc quy để lâu sẽ tự xả dòng điện. Còn trên ô tô, ngay cả khi đã tắt máy thì vẫn cần nguồn điện nuôi một số bộ phận, chẳng hạn hệ thống chống trộm. Ngoài ra, khả năng dự trữ nguồn điện của bình ắc quy cũng giảm theo thời gian sử dụng và thông thường sẽ phải thay sau khoảng 2 đến 3 năm sử dụng. Việc trang bị một số dụng cụ hỗ trợ kích bình cũng như kiến thức sử dụng chúng có thể giúp người dùng khắc phục sự cố này. Dùng dây câu bình ắc quy khi lái xe, tài xế nên mua sẵn bộ dây câu bình và để sẵn trong xe phòng trường hợp khẩn cấp. Nó thường gồm hai sợi riêng biệt với kẹp ở mỗi đầu, trong đó dây màu đỏ thường được quy ước để nối cọc dương, dây màu đen để nối cọc âm. Khi ắc quy của xe bị chết, tài xế có thể nhờ những xe xung quanh để hỗ trợ câu bình. Đầu tiên, hãy đỗ sao cho hai đầu xe đối diện nhau với khoảng cách đủ gần bởi hầu hết các xe có ắc quy đặt ở khoang động cơ phía trước. Tiến hành mở nắp capo của hai xe lên và xác định vị trí của ắc quy. Thông thường, cực dương sẽ to hơn và có ký hiệu dấu, nắp màu đỏ. Cực âm nhỏ hơn và ký hiệu dấu, có thể nắp màu đen hoặc không có nắp. Để đảm bảo tiếp xúc tốt, có thể lau chùi, vệ sinh các đầu điện cực của ắc quy. Ngoài ra, cũng cần chú ý xem có dấu hiệu rò rỉ dầu hoặc xăng không để tránh chập điện, đảm bảo ắc quy không phồng, không chảy nước, không có dấu hiệu bất thường. Sau đó, dùng một đầu kẹp của dây câu màu đỏ nối với cực dương của ắc quy bị hết điện, đầu kẹp còn lại nối với cực dương trên xe cứu hộ. Khi thao tác, không để cho hai đầu kẹp chạm vào nhau hoặc chạm vào thân xe vì có thể gây chập điện. Sau đó, dùng dây màu đen nối với cực âm trên xe cứu hộ, đầu dây màu đen còn lại kẹp vào một bộ phận kim loại không sơn trên xe bị hết điện ắc quy. Nổ máy xe cứu hộ và để chạy không tải trong 2 đến 3 phút, sau đó thử khởi động lại xe bị chết bình ắc quy. Nếu xe không khởi động ngay lập tức, tắt chìa khóa và để xe cứu hộ tiếp tục chạy không tải trong 10 đến 15 phút, sau đó thử lại. Sau khi xe cần cứu đã nổ máy, tiến hành tháo dây câu bình ngược so với lúc câu, tránh để dây tiếp xúc với nhau hay chạm vào vỏ xe, chạm đất. Tiếp tục để động cơ hoạt động trong 10 đến 15 phút, không bật các thiết bị tiêu thụ điện để tập trung nạp vào ắc quy. Dùng bộ kích bình di động, nếu như việc câu bình đòi hỏi phải có xe khác hỗ trợ thì việc trang bị các bộ kích ắc quy có tính chủ động hơn. Có thể hình dung đây là một viên pin dự phòng nhưng được thiết kế riêng để phù hợp cho việc hỗ trợ khởi động xe ô tô. Trên thị trường, phụ kiện này có giá từ khoảng 1 triệu đồng. Tương tự hình thức câu dây, việc sử dụng bộ kích bình cũng bằng cách đấu kẹp màu đỏ, cực dương với cực dương của bình ắc quy trên xe và kẹp màu đen với cực âm hoặc một thanh kim loại không sơn trên xe. Khi lắp đặt đúng, trên thiết bị có thể sẽ hiển thị đèn thông báo, cho biết đã sẵn sàng khởi động ô tô, lúc này, người dùng chỉ cần lên xe và để nổ. Sau khi xe khởi động được 30 giây, rút kẹp từ bộ kích khỏi bình ắc quy và tiếp tục cho ô tô khởi động thêm 15 đến 30 phút để bình được sạc. Đừng quên bộ kích bình này cũng tương tự viên pin dự phòng nên cũng cần nạp đầy để sử dụng cho những lần tiếp theo. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất, hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm. Quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map.
tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe. Hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.